xanh tuyệt vời cùng sống reo vui nô đùa bên các bạn sau những ngày học hành chăm chỉ. Mùa hè luôn cho em ước mơ xanh thêm xanh, luôn cho em ước mơ hồng càng hồng. Em được đùa được chơi được nghỉ ngơi thật thoải mái vô cùng. Bay lá hè những cánh diều bay lên cùng gió, hè giúp em vui niềm vui thắm lòng, hè đã cho em đẹp thêm túi hồng. Một năm học qua trên miền khó nhọc, hè giúp lại giúp phố xây nghỉ ngơi. Thôi má vô trọng nấu cơm, hai đứa vô ăn nha. Anh Khoa ơi, em muốn đi quá. Em muốn đi quá anh Khoa, mà em không được đi. Nãy giờ Tina đâu rồi con? Dạ thưa, nó ngủ ở trên lầu á má. Dạ. Vậy hả? Vậy thôi để ăn cơm rồi kêu nó xuống. Con cũng nghĩ như vậy. Thưa má, thưa chị hai mới về. Con chào bác. Chào con. Em chào chị. Chào em. Đây là anh Khoa á má. Anh của Diễn đó má. Chị xin lỗi cốm nha. Đợt này chị về bển sớm hơn dự định của chị, nhưng mà chị hứa chuyến sau về á, chị sẽ đền bù em một chuyến dã ngoại khác nha. Không sao đâu chị, chị em mình mà, sao chị nói như vậy. Nhưng mà em hứa là khi nào có kết quả đại học là em phải nhớ báo cho chị biết đó nha. Dạ. Con nè. Dạ. Về bển coi tình hình sao rồi điện thoại cho má biết liền nghe. Dạ con biết rồi má. Má cũng đừng lo quá nha. Dạ. Chỉ tội nghiệp bé Tina thôi, cứ tưởng đâu được về quê với anh Tuấn. Nhưng mà thôi, mình đi vô ăn cơm cho sớm đi, rồi ra sân bay cho kịp, chứ lúc này đường xá dễ kẹt xe lắm con à. Dạ. Bác ơi, Tina đâu rồi bác? Nó ngủ trên lầu đó con. Bác gửi cho Tina cái này, nói là anh Tuấn tặng. Bác nhớ dặn Tina áp con ốc này vô lỗ tai thì Tina sẽ nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Khoa, anh bị ma nhập hả? Thank you.
Chà, con ốc đẹp quá ha. Đẹp ghê. Chắc là Tina thích lắm đó. Bác cảm ơn con nha. Chị cảm ơn em nhiều nha. Tina nhận được chắc là nó sẽ hết buồn đó. Đẹp quá. Thôi mà vô ăn cơm đi má. Con sợ là trễ đó. Nha má. Hai đứa con xuống ăn cơm luôn nha. Dạ. Anh Khoa, vậy khi nào mình đi về nhà của Tuấn vậy? Đưa chị Ly ra sân bay, rồi mình sẽ đi. Anh lỡ hứa với mọi người rồi. Nếu mình không đi, nhanh thì mùa hè sẽ qua mất. Em sẽ không để mùa hè trôi qua vô nghĩa như vậy đâu. Của con 10.000. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ, con chào má. Ủa con, bữa nay em đi dạy hả con? Dạ, sắp tới nhập học rồi, nên cô cho tụi nhỏ nghỉ xả hơi 2 tuần. À, đúng rồi. Thỉnh thoảng cho mấy đứa nhỏ nó nghỉ xả hơi, nó còn đi đây đi đó nữa chứ. Dạ. Ủa, Thúy Diệp đâu? Sao con không thấy ra phụ với má? Nó đi Bình Thuận rồi con. Đi Bình Thuận? Ừ. Đi với ai? Sao con không nghe Thúy Diệp nói? Đi với thằng Diễn bạn nó. À, có thêm mấy đứa con nít nữa. Má nghe nói là đông lắm mà. À, con có ăn bánh mì không? Má làm luôn cho nè. Thôi khỏi đi má, hồi sáng không có ăn rồi. Thôi con đi nha má. Ủa, hôm nay con có đi dạy đâu, ở lại chơi chút xíu đi. Con rảnh nên tranh thủ về quê, con ghé qua thăm Thúy Diệp một chút xíu. Thôi con đi nha má. Cái thằng này bữa nay sao vậy ta? Mọi người, hay là mình đề nghị Bình Bỉ lên hát đi. Đúng rồi, Bình Bỉ. Không biết hát đâu. Mình hát cái bài Gia Đình Gà Con, hồi bữa trước tao dạy mày đó. Nhưng mà tao Bình Bỉ. Ê Bình Bỉ, còn mấy tao bắt nhịp cho mày hát ha. Ờ, mày bắt nhịp đi. Ừ. Gà mà bị gây là con gà con. Bỉ, hát sai rồi. Phải là không biết gái chứ mới biết gái sao. Gà mà không biết gái là con gà con. Gà mà biết gái là con gà cha. Đi lên quanh trong sân có con gà, có con gà. Đi lên quanh trong sân có con gà, có con gà. Đúng rồi, lan chi, 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 lan chi. Nhỏ nhìn xinh chị ha. Thôi giờ mình hát cháu lên ba chung luôn nha. 2, 3. Cháu lên ba cho vô màu nhau. Tôi thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ thì mẹ cháu cay cay. Ông là nhà mai hồi còn vui cay cay. La 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 la.
quá à. Ở đây đẹp quá à. Ở đây rộng nữa. Tất cả chú ý, chúng ta nghỉ ngơi tại đây trong những ngày vui chơi. Bây giờ tất cả các bạn có thể vô nhận phòng. Dạ. Tôi sẽ phổ biến và hướng dẫn tất cả mọi người ở đây đi tham quan. Dạ. Vô đi các bạn. Vô. Ở trong đó hồ bơi. Ngoại ơi, chị nhớ con. Ngoại cũng nhớ con quá. Lâu quá mới về thăm ngoại. Nè, con bụng lớn rồi nha. Con thưa nội, thưa dì, thưa dượng con mới xuống. À, con nhớ nội. Ồ, con lâu quá không về thăm nội. Ừ, tại con mất học. Rồi vậy hả, bộ con mất học dữ lắm mà con. Thưa bác, con mới về. Ờ, con chào bác, chào anh chị. Dạ. Thôi, mấy con ở ngoài này chơi nha. Để ba vô nhà nói chuyện với bà nội một chút. Dạ. Cái gì mà vô đây? Thôi ngồi xuống dơ lắm. Má ngồi đi má. Sạch không? Ngồi kệ, ngồi đại đi. Trời ơi, ngồi nè, đại đi. Tại sao mà má không thấy Trúc Hoa nó lên đến thăm má vậy con? Dạ, nó bận học nhiều lắm má. Ê, ông, mày có nhớ tao không? Nhớ mà muốn chết luôn á. Tao còn đợi mày từng ngày, mày cần quà. Thằng quỷ. Sao không thấy mẹ thằng Khoa với thằng Khoa lên thăm má vậy? Dạ, nhà con bận trực ở trường. Còn thằng Khoa thì có chút việc riêng nên cần phải giải quyết. Dạ. Vậy là hy vọng lần sau mẹ con nó lên thăm má phải không? Dạ. Còn ai đây? Dạ. Dạ đây là phụ huynh của bạn Tuấn đó má. Dạ. Vậy hả? Dạ. Rồi còn đây là ai đây? Dạ đây là Thúy Diệp, bạn của con. À, vậy hả? Dạ. Có bạn rồi á. Uống nước đi cháu. Dạ. Dạ con cảm ơn bác. Sống ở đây má thấy thoải mái không? Dạ. Thoải dạ. mái lắm. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, tên Thúy Diệp mà nói. À, đây là Lan Chi. Đây là bé cô. Còn, ê, còn thằng bụng mự đó là mình bị. Chào. À, đây là thằng Thắng nè. Chào. Hoang nè. Cô nè. Tí nè, chào mọi người. Mày thấy tao đúng không? Mấy đứa trên thành phố đó, đứa nào cũng bụng bự vậy á, mặt xanh lè xanh lét à, còn đem kiến dậy dậy nữa. Ê, hai tụi bay rù rỉ gì vậy? Đâu có. Đâu có gì đâu. Nè mấy bạn, còn đây là Ốc nè, Diều nè, bé Dung nè, bé Lan nè. Chào bạn. Ê Tuấn. Hả? Thằng Ốc á, nó nói nó xi lẳng mày á, mày có biết không? Mấy bữa nay mày lên thành phố, ở đây nó tập hoài à. Có gì đâu. Thi thi mày. Thi thi. Ủa, mà sao không thấy ông Bảy? Bộ tụi bay không có nói bữa nay tao về hả? Mấy hôm nay ông Bảy bệnh nặng lắm. Tụi tao có ghé mà không có ông đó. Mà mày về rồi lo gì nữa. Lát hồ qua thăm ông sao? Anh Tốn, cho em đi chơi nữa nha. Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng trước hết, mình phải ghé thăm bảy cái đã. Thôi mấy con mấy chú không đi. Nội ơi, con đi ra biển chơi nha. Đi nội ơi. Ừ, cẩn thận nha, nhớ cẩn thận nha. Oh,
bảy đó rồi tụi bay. Tao cũng biết nữa. Bữa giờ tụi tao đâu đi thăm ông đâu. Ê mày ơi, cái kỳ trước tao thấy ông hò nhiều lắm á. Sao giờ? Ông bị bệnh hả? Lúc đó em có hỏi, nhưng mà ông nói không có sao. Tao đã nói rồi, ngày nào tụi bay á cũng phải ra đây thăm ông. Sao không có đứa nào ra hết vậy? Không phải, tao phụ má tao ra biển chứ bộ. Tao quên nữa. Chiều, sao mày không nhắc tao? Tao cũng như mày, không nhắc được gì đâu. Nín đi mày ơi, đừng khóc nữa. Khóc là xấu hổ lắm á. Kệ tôi đi. Ông mà có chuyện gì, tao không có chơi tụi bay nữa đâu. Giờ biết tìm ông đâu. Ông, mà có khi nào ông có chuyện gì không mày? Nhỏ lên đây đông nhiều quá. Con thấy ở đây mát không con? Dạ mát đi. Ông! Ông ơi! Ông Bảy ơi! Ông Bảy ơi! Ông Bảy ơi! Ông Bảy ơi! Đúng kìa. Ông Bảy ơi! Con chào ơi! Về đó hả? Ông ơi! Ông đi đâu về vậy? Nãy giờ con kiếm ông quá trời luôn. Con tưởng ông bị bệnh rồi chứ. Ông hồi nãy giờ nói chuyện với anh Diễn con ở dưới á. Nhưng thời gian qua ông cũng bệnh nặng, nhưng giờ ba mày kịp thời đưa ông cứu cấp nên bây giờ đã khỏe hẳn rồi. Ủa sao ba con không có nói gì với con hết vợ? Ông không cho ba con nói với con vì sợ con lo rồi con bỏ học, biết không? Dạ ông ơi, đây là mấy bạn trên thành phố của con nè ông. Dạ ông chào ông. Dạ, chào ông. Chào ông. Ừ, chào các cháu. Nhanh đồng vui quá. Tụi nó kêu con dẫn ra đây thăm ông. Tụi nó nể ông lắm đó ông. Tụi nó thương ông như là con thương ông vậy đó ông. Dạ, đúng rồi ông. Ừ, chào các dạ, cháu. Dạ. Các cháu lên đây thấy ở đây thấy khác thành phố không sao? Khác cái gì không? Dạ, con thích lắm ông ơi. Nhưng mà ngọn hải đăng ngoài đời lớn quá à. Trời, sao mày ngốc quá vậy? Cái hải đăng nó phải lớn vậy để tàu thuyền thấy tín hiệu mà tránh chứ. Nè, vậy bây giờ về đây, các cháu thích cái gì nè, thích cái gì nhất? Trời ơi, con thích nhất là nghề chài lưới á. Mấy con cá còn sống, nó nhảy tưng 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 tưng. Con còn đi coi người ta làm nước mắm nữa đó. Chứ trên thành phố, ông biết không, mấy thứ này toàn là bán trong siêu thị mà. Chứ con đâu biết làm sao đâu. Về thành phố, con kể cho tụi bạn nghe, chắc là nó nể con lắm. Nè, người ta nói đi một ngày đàn là học một sàn khô. Nè, các cháu đi chơi vậy cũng là một cách thức học tập đó, thấy không? Chứ không phải suốt ngày chỉ ôm sách ôm vở gọi là học đâu. Nè, dạ. Học là phải quan sát cuộc sống chung quanh, là nhìn mọi người sinh hoạt, mọi người làm lụng, đó là cũng là học đó. Dạ. Dạ. Các con còn nhỏ là phải cố gắng học, học từ thầy cô, từ bạn bè và những người xung quanh. Học để sau này không những tự lo cho mình mà còn phải để xây dựng cho đất nước giàu đẹp hơn nữa kìa. Hiểu chưa? Yeah. Ông muốn điều đầu tiên là các cháu phải học cách biết ơn người khác. Nghe chưa? Dạ. Yeah. Nè, bởi vậy thời gian qua mà ba mẹ ép các con ăn học là vì thương lo cho các con, ha. Cho nên các con phải biết thương yêu kính mến cha mẹ, nghe chưa? Dạ nghe. Tuấn. Dạ. Con phải cảm ơn anh Diễn con. Ông có nghe nói là anh Diễn con ở thành phố hàng ngày chở con đi học phải không? Dạ phải. Phải cảm ơn anh Diễn con. Dạ, cảm ơn anh Diễn. Ừ, không có gì đâu.
Nè, bây giờ nè, ông dẫn các con đi một vòng tham quan ngọn hải đăng, phải không? Dạ. Dạ. Thôi đi. Một ước mơ chan hòa, biết bao nhiêu ngày lòng em ngóng chờ. Hoàn tất hai học kỳ, nghỉ ngơi hát ca, vui đùa dòng chơi. Được với cha và mẹ, với bao bạn bè, đồng nhau đón hè. Được tha hết nô đùa, cười vui hóa thuê. Mình gọi em đến, tắm ma giữa mây trời. Nô đùa sống xô. Xóa hết những nỗi lo, học hành chăm chắc. Cùng nhau vui sống, hoa thi phú say này. Đến mùa hè đẹp tươi, cho em xin được như ước mơ. Hè đến thật vui, niềm vui tháng ngày, bạn bè xung quanh. Giúp em học tốt, vượt qua khó khăn, lòng tràn sức sống. Đến thật vui, niềm vui tháng ngày, bạn bè xung quanh. Càng thêm ước mơ, càng thêm vững tin. Này bạn ơi hè sắp đến rồi. Một ước mơ chan hòa, biết bao nhiêu ngày lòng em ngóng chờ. Hoàn tất hai học kỳ, nghỉ ngơi hát ca, vui đùa dòng chơi. Được với cha và mẹ, với ba bạn bè, cùng nhau đón hè. Được tha hết nỗi buồn, thì vui quá thôi. Gọi em đến tắm ma giữa mây trời, nô đùa đến sóng xô. Xóa hết những âu lo, học hành trong chớp. Cùng nhau vui sống, hoa thi phút giây này. Đến mùa hè đẹp tươi, cho em xin được như ước mơ. Hè đến thật vui, niềm vui tháng ngày, bạn bè xung vầy. Giúp em học tốt, vượt qua khó khăn, lòng tràn sức sống. Hè đến thật vui, niềm vui tháng ngày, bạn bè xung vầy. Càng thêm ước mơ, càng thêm vững tin. Hè đến thật vui, niềm vui tháng ngày, bạn bè xung vầy. Em học tốt, vượt qua khó khăn, lòng tràn sức sống. Hè đến thật vui, niềm vui tháng ngày, bạn bè xung quanh. Này, của em nè, cầm đi. Của em nè. Cái này của em. Đây, cầm. Của em nè. Của em cái bao bự nhất nè. Im lặng nghe nè. Nhân tử. Bây giờ chỉ mong phút giây. Mấy đứa lắng nghe kìa. Để cho nghe rõ chưa? Phải vui nhật này luôn nha. Rồi bắt đầu. Em sẽ giữ luôn để mơ bay hè. Yêu hè em gắng học chăm. Ra. Tản ra.
đang trên con sóng sôi trào, buồn mình thả cho lắng lo. Thoải mái, dễ chịu quá. Diệp có vui không? Diệp chưa bao giờ được đi chơi như vậy đâu đó. Thiệt hả? Thiệt mà, nhờ Diệp mà Diệp được ngắm toàn bộ vẻ đẹp của biển, và nhất là được về thăm quê hương của Diệp. Có gì đâu, miễn sao Diệp vui là được rồi. Diệp cảm thấy Diệp cảm ơn Diệp rất nhiều mới đúng á. Sao Diệp lại cảm ơn Diệp? Diệp có làm gì đâu. Diệp đã nhận lời đi với Diệp, và Diễm muốn... Đừng chạy nha, đừng chạy nha. Có gì vậy? Trời ơi,
mình đi. Còn tôm cá thì ba anh Tuấn văng lưới về đó chị. Sao mẹ? Như vậy là ngon lắm rồi đó chị. Tôm cá còn tươi, nhìn ngon quá trời ha. Ở đây á, nếu mà đánh bắt được á thì để một ít lại ăn, không có đi chợ. Dạ. Lần đầu tiên tụi con được về đây mà bác với anh chị đón tiếp chu đáo như vậy, tụi con cảm động quá. Con cảm ơn bác với anh chị nhiều lắm. Không có gì đâu. Mấy cô nhà ở thành phố, nhà ở gần nhà Duy con tôi, thành ra cứ coi nhau như ruột thịt trong nhà, không có gì ngại hết á. Lâu nay Tuấn nó lên thành phố học, ở nhà có ba người lớn, nhìn đâu cũng vắng hết á. Bây giờ cũng lúc đón đông người vậy, vợ chồng em vui lắm. Cảm ơn chị. Không có gì đâu chị. Anh hai, lâu lâu anh cho ông Khoa diễn dẫn tụi nhỏ về chơi nha. Mấy đứa ở đây thấy bạn thành phố về, đứa nào cũng khoái hết á. Chỉ sợ cô Út không đủ gạo cho tụi nhỏ ăn thôi à. Trời đất, anh lo chi chuyện đó. Chỉ sợ tụi nó chê thôi, chứ đứa nào đến đấy ấm nhách, ăn nhiều. Cô ơi, ở lại cái thằng này mập nhất nè cô. Mày nói gì vậy mày? Diễn, dạ. Lâu lâu con phải dẫn mấy em về chơi nha. Dạ, con biết rồi. Về đây mới thấy mấy đứa trẻ ở đây đứa nào cũng nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chắc nịch nè. Mình nhà con á coi mập mạp vậy chứ, yếu xìu à, suốt ngày cứ là học không hả? À. Tụi nhỏ ở đây chỉ học trong năm thôi, nghỉ hè ở nhà phòng giúp gia đình. Vô mùa đến bắt rồi, nhà nào nhà nấy bận tứ bội, với lại cũng có thầy cô chú trọng gì dạy thêm lắm. Dạ. Mấy đứa nhỏ ở đây á nó giỏi quá chừng luôn vậy đó, mới bé lớn á mà biết phụ ba mẹ làm đủ chuyện. Tụi nó học thêm học nếm gì đâu, vẫn học giỏi. Cuộc sống ở đây thì khổ cực lắm, cho nên mấy đứa nhỏ nó nghỉ học ngang thì nó cứ chạy lăng xăng à, nó phụ đầu này rồi nó phụ đầu kia. Còn người lớn thì mắc lo công chuyện, thành ra không có ai mà nghĩ tới chuyện học của mấy đứa nhỏ, cho nên tự nó học lấy thôi. Dạ, kỳ này á con về là con quyết định cắt bớt việc học cho thằng Bình, chứ đó giờ suốt ngày trong phòng cứ học không à bác. Đó, bác nhìn coi nó mập vậy chứ, bệnh hoài à. Hồi trước giờ á con cũng ép con học quá, thành ra nhiều lúc nó cũng đuối sức. Dạ. Sau cái chuyến đi chơi này con sẽ rút kinh nghiệm, về con sẽ không có cho nó học nhiều như vậy nữa đâu. Hello mẹ. Thôi người lớn mình cũng ăn đi, để cho tụi nhỏ tụi nó ăn nữa chứ. Dạ. Các con ăn tự nhiên nha. Dạ. Dạ con mời. Dạ. Bác. À, con mời bác. Con mời bác. Mời anh chị. Thầy mời anh chị. Mấy chị tự nhiên nha. Món này ngon lắm đó. Nè canh phía dưới hông. Ăn đi bác. Con chén nữa. Thôi lấy giùm chị mấy đứa. Không thấy bể đâu. 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 Không thấy bể đâu.
quyện nè, đồ tắm biển nữa, đã đời luôn. Ước gì hả, hè năm nào á, ta cũng được về đây chơi á, trải xuống lắm rồi, đúng không An? Ê tụi bay, mà thôi cũng trễ rồi đó, mình vô ngủ đi. Mai, không có nhiều thời tụi bay chơi lắm á. Hả? Chan hòa biết bao nhiêu ngày lòng em ngóng chờ, hoàn tất hai học kỳ nghỉ ngơi hát ca vui đùa dòng chơi, được với cha với mẹ với bao bạn bè cùng nhau đón hè, được há hê nô đùa cười vui thỏa thuê. Biển gọi em đến tắm mát giữa mây trời, nô đùa bên sông xô, xóa hết những âu lo học hành trong chớp, cùng nhau vui sống thỏa thích phút giây này, bên mùa hè đẹp tươi, cho em xin được những ước mơ. Hè đến thật vui, niềm vui tháng ngày bạn bè xung vầy, em học tốt vượt qua khó khăn lòng cha sức sống, hè đến thật vui niềm vui tháng ngày bạn bè xung vầy, càng thêm ước mơ càng thêm vững tin, hè đến thật vui niềm vui tháng ngày bạn bè xung vầy, giúp em học tốt vượt qua.
qua khó khăn, đón cha sức sống.